Tối ngày 16 tháng 11 và rạng sáng ngày 17 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, xử lý với các trường hợp người tham gia giao thông điều khiển xe ô tô sử dụng rượu bia trên địa bàn. Sau một lúc kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông N, sinh năm 1982, lái xe ô tô đi từ đường Trần Não ra đường Lương Định Của, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Khi vừa xuống xe, ông N giới thiệu mình là viên chức của một tỉnh, đến thành phố Hồ Chí Minh để nhậu cùng với sếp. Sau khi nhậu xong, ông N lái xe ô tô về chung cư cách đó gần 1 km để gửi rồi và ngủ lại chờ tỉnh sẽ về. Tuy nhiên, khi đi tới đây ông N không ngờ gặp chốt cảnh sát giao thông kiểm tra. Qua kiểm tra, ông N có nồng độ cồn 0,135mg trên 1 lít khí thở. Khi cảnh sát giao thông lập biên bản, ông N đưa ra bằng chứng chứng minh bản thân là phó giám đốc sở ngoại vụ của một tỉnh. Ông N năn nỉ cảnh sát giao thông tha, không lập biên bản với hành vi của mình. Ông N phân trần rằng mình chỉ uống vài lon bia và lái xe về gửi nhà bạn, không có ý định điều khiển ô tô đi tỉnh khác. Với lỗi vi phạm này, ông N bị cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Công an thành phố Thủ Đức cho hay, tối ngày 16 tháng 11 và rạng sáng ngày 17 tháng 11, tổ công tác trên đã kiểm tra 220 phương tiện ô tô, xe tải, xe khách. Trong đó, xử lý 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 2 xe ô tô. Đến sáng ngày 17 tháng 11, tuyến đường vào xóm Ra Lung, thôn Đắc Lan, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được khắc phục, cô lập 20 hộ dân, chủ yếu người Ca Dông, sinh sống. Tuyến đường vào xóm Ra Lung, thôn Đắc Lan, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông. Phía trên sườn núi, hàng khối đất đá đổ xuống tạo thành vết trượt dài, hố sâu nguy hiểm. Từng khối bê tông nứt toát thành từng mảng lớn. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Dung, Đinh Văn Đùng, địa phương có khoảng 5 điểm sạt lở lớn. Trong đó, đa số là sạt lở tại các tuyến đường giao thông. Hiện, địa phương đang khẩn trương phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân. Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, các sườn đồi đã no nước khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở. Tuyến đường đất bỗng chốc tạo thành vệt suối do nước lũ đổ về. Hơn 20 hộ dân, hầu hết là người Ca Dông, xóm Ra Lung, người Co, thôn Đắc Lan, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bị cô lập. Trong những tuần qua, chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine đã nhiều lần đề nghị được tiếp cận nhiên liệu, nhưng yêu cầu này vẫn chưa được giải quyết. Theo ông Philip Lazzarini, vì thiếu nhiên liệu, chương trình cứu trợ sẽ không thể đưa xe tải qua khu vực phía nam của dải Gaza để chở hàng cứu trợ. Hơn 60 cơ sở của chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc ở Palestine bị tấn công, hầu hết trong số đó ở phía nam Gaza. Trong một diễn biến liên quan, Ba Theo và Giao Quang, hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất ở dải Gaza, thông báo tất cả các dịch vụ viễn thông tại khu vực đông dân cư đã ngừng hoạt động vì mọi nguồn năng lượng đều đã cạn kiệt. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đánh giá, chỉ 10% nguồn cung cấp thực phẩm cần thiết được đưa vào dải Gaza kể từ khi bắt đầu xung đột. Khu vực này đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và nạn đói lan rộng, gần như toàn bộ người dân đang rất cần được hỗ trợ. Cũng theo chương trình Lương thực Thế giới, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng làm tê liệt hoạt động phân phối và nhân đạo, trong đó có công tác cung cấp hỗ trợ lương thực. Ngay cả khi các xe tải đến từ Ai Cập và dỡ hàng hóa xuống dải Gaza, chương trình Lương thực Thế giới vẫn không thể tiếp cận dân thường ở những nơi trú ẩn vì không đủ nhiên liệu cho các phương tiện phân phối. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa phát đi thông báo liên quan đến đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Theo thông báo này, hiện nay, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản đề thi môn toán được cho là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định đây không phải là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo đang hoàn thiện phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 và sẽ được công bố trong thời gian tới. Vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã báo cáo về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, dự kiến sẽ thi bắt buộc 2 môn văn và toán, cùng với 2 môn tự chọn trong số các môn học còn lại. Sáng ngày 17 tháng 11, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Huế tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại các vùng ngập lụt trên địa bàn thành phố Huế. Tại tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng,
phường Đông Ba và Bạch Đằng phường Gia Hội, thành phố Huế, hơn 50 đoàn viên công an thành phố Huế phối hợp với các lực lượng bảo vệ dân phố, các tổ chức đoàn cơ sở tham gia nạo vét, dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh các tuyến đường giúp người dân đi lại an toàn, sạch sẽ. Thượng úy Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng đoàn viên đã có mặt tại các địa bàn trọng điểm trong cơn mưa lụt vừa qua, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, quyết tâm đưa cuộc sống người dân trở lại ổn định. Tại sông Hương, đoạn chảy qua khu vực trung tâm thành phố Huế, một khối lượng rác khổng lồ theo nước lũ tràn về. Nước đang hạ dần cũng là thời điểm rác thải mắc lại ở chân cầu, dọc đôi bờ sông khiến việc giải cứu để khơi thông dòng chảy vô cùng vất vả. Tuy nhiên, với phương châm nước rút tới đâu vệ sinh tới đó nên Ủy ban Nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Huế đã huy động lực lượng cùng với bà con nhân dân ra quân tổng dọn vệ sinh tại tuyến đường và trụ sở cơ quan, đơn vị. Sáng ngày 17 tháng 11, ông Dương Ngọc Vinh cho hay, ông đã xin thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cách đây khoảng một tháng. Nguyên nhân và nguyện vọng khi xin thôi giữ chức vụ của tôi là vì Bệnh viện Mắt Quảng Nam đang thiếu nhân lực để phát triển, trong khi tôi lại là người được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này từ những năm ra trường cho đến nay. Tôi nghĩ nếu mình về Bệnh viện Mắt làm công tác điều trị và làm việc theo sở trường, tôi sẽ làm tốt hơn, ông Vinh chia sẻ. Tại phiên họp ngày 14 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận thống nhất chủ trương để Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện việc cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế đối với ông Dương Ngọc Vinh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có quyết định bổ nhiệm ông Dương Ngọc Vinh, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2021.